trending của cô Mỹ nhờ đoán trúng đề thi văn 2019. Sau khi kết thúc môn thi ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, ngoài cảm xúc và kết quả thi của các thí sinh, Đề văn năm nay cũng giành được sự quan tâm và nhiều bàn tán khi khiến cư dân mạng liên tưởng đến MV của Vâu bởi cách đây 5 ngày anh vừa cho ra mắt MV ngập chìm trong biển nước có tên là 2 triệu năm. Điểm thú vị là ngoài câu 5 điểm là bài, ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, đề văn năm nay còn mênh mông toàn là nước khi phần đọc hiểu của đề thi là bài thơ trước biển của nhà thơ Vũ Quần Phương. Ngay sau khi đề văn, ngập tràn nước này được công bố, cư dân mạng đã đồng loạt gọi tên, nhiều trang Facebook còn có những hình ảnh chế vui nhộn về, thánh đoán đề này với những lời thán phục như, 2K một nợ đen vâu lời cám ơn, thánh đen đoán đề không trượt phát nào. Đặc biệt, nhờ đoán chúng đề thi văn năm nay mà mở về, 2 triệu năm đã, Zoga leo lên thẳng top một trending YouTube chỉ sau vài giờ đồng hồ ngắn ngủi. Tính đến thời điểm hiện tại, MV đã đạt được hơn 10 triệu view và dự kiến còn tăng cao hơn nữa. Được biết, 2 triệu năm là sản phẩm âm nhạc được Denvo cùng các anh em trong công ty thực hiện ngẫu hứng trong một lần đi chơi. Tuy ngẫu hứng nhưng, 2 triệu năm vẫn được quay bằng các thiết bị chuyên nghiệp như máy quay, action camera, mở chứ không phải được quay bằng điện thoại như nhiều lời đồn đoán. Liên hệ với Biên, giọng ca trẻ cùng Den trình bày bài hát 2 triệu năm cô cũng xác nhận sáng nay bài hát chỉ đạt lượng view khoảng 8,5 triệu và nằm ở top 3 trending. Nhưng khi đề văn kỳ thi trung học phổ thông vừa được công bố, không lâu sau bài hát đã tăng view nhanh chóng và vọt lên top 1 trending. Biên cũng chia sẻ lần đó mấy anh em trong công ty đi chơi với nhau thì anh đen viết được bài này. Thế là quay, anh em đi đâu cũng đem theo máy để có cảnh. Có hứng là quay à, lần đó chị còn đang tắm biển thì anh đen kêu chị hát. Vậy là hát thôi. Trước đó. MV để Mị nói cho mà nghe của Hoàng Thùy Linh được phát hành cùng ngày cũng đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi nội dung bài hát đề cập đến một số tác phẩm văn học như Vợ chồng A Phủ, Chí Phèo, Vợ Nhặt, Lão Hạc. Mặc dù MV này đã vươn lên vị trí tốt một trending trước MV của Den Vâu nhưng vì cô bị đoán sai đề nên sáng nay để Mị nói cho mà nghe đã rớt xuống vị trí thứ ba. Như Quỳnh